Xin chào các bạn, mình là Kim Tiến Su. Hôm nay mình lại có đồ chơi mới đây. Và cái chiếc đồ chơi này của mình thật ra không phải là một đồ chơi, mà đây là một chiếc điện thoại, một tân binh trong cái làng điện thoại chính hãng của chúng ta. Thì trong cái phân khúc từ 56 triệu chúng ta có chiếc Z7 Prime đến từ Samsung, hay là Oppo F1s đang làm mưa làm gió. Về sách tay thì chúng ta có chiếc Galaxy A7 hay là chiếc Mi 5, hoặc là chiếc Meizu MX6, cũng là những sản phẩm có cấu hình cao và giá rất là tốt. Hôm nay thì chiếc VKF Mobile F1 đến trên tay của mình, cũng nằm trong cái phân khúc đó, và mình sẽ mở hộp và đánh giá cái sản phẩm này. VKF Mobile thì nhiều bạn sẽ không biết đây là một thương hiệu đến từ đâu, chắc chắn lại bảo là đây là một thương hiệu đến từ Tàu rồi. Tuy nhiên, với một cái bạn nào mà đã hiểu về bên Hàn Quốc ấy, thì biết rằng sản phẩm VKF Mobile này nó là một sản phẩm, một cái thương hiệu độc quyền của cái nhà mạng SK Telecom. Và VKF Mobile là một trong những thương hiệu điện thoại mà có cùng cái thời gian cũng như là tên tuổi có thể sánh ngang với Pantech. Tuy nhiên là những sản phẩm này bị bán độc quyền tại Hàn Quốc và nó không có cơ hội về Việt Nam. Và bây giờ thì nó đã có cơ hội trở về Việt Nam với một cái sự hỗ trợ đến từ chính hãng, thì mình sẽ đập hộp vào trên tay đó. Đầu tiên là chiếc hộp của VKF Mobile này, nó được làm từ giấy tái chế, cái biểu tượng là 4G LTE này rất là nổi bật. Chúng ta có ở cái mặt sau của nó là gì? Nổi bật với một cái sản phẩm có cấu hình là 4GB RAM, 64GB bộ nhớ trong với pin 3000, và cái con chip xử lý của nó đây là Snapdragon 430. Vâng, cam sau là 13 chấm và cam trước là 5 chấm, màn hình Full HD. Chúng ta sẽ khám phá cái sản phẩm này bên trong như thế nào. Cái hộp bằng giấy tái chế này là mình nhớ đến những sản phẩm của Samsung thời ngày xưa, hơi hộp màu đen đen. Đây là chiếc VKF S1, và mình sẽ để sang một bên. Một cái củ sạc đậm chất của Hàn Quốc luôn. Các bạn nào dùng Sky ngày xưa thì sẽ thấy rằng là cái cáp và cái củ sạc này cực kỳ đúng chất của Hàn xẻ. Chúng ta có một cái sách hướng dẫn, vì đây là cái sản phẩm chính hãng nên là sách hướng dẫn được viết bằng tiếng Việt. Đúng rồi, chính hãng xịn chứ không phải những sản phẩm mà nhập thanh lý từ nước ngoài về. Chúng ta có một cái seal, sản phẩm này thì đã được mình bóc seal từ trước rồi. Và đây là miếng dán màn hình, hãng cung cấp của chúng ta hai miếng dán màn hình luôn, rất là tốt, với một cái thẻ bảo hành của chính hãng VKF Mobile. Bây giờ mình sẽ đến nhân vật chính của chúng ta, đó là trên tay cái sản phẩm này. Đầu tiên thì mình sẽ đánh giá cái thiết kế của chiếc VKF S1 này. Đây là một cái thiết kế mà chúng ta thấy nó rất là đẹp, và cái vẻ đẹp này ở phía mặt trước chúng ta đã từng nhìn thấy trên cái sản phẩm, những sản phẩm của Nomi mà mình đã từng trên tay rồi. Cái vẻ đẹp ở cái mặt trước này nó được nhấn mạnh bởi cái phần trên và phần dưới, các bạn nhìn thấy là nó bằng nhau, tạo ra cái sự cân đối. Sản phẩm VKF S1 này thì nó không sử dụng cái viền siêu mỏng như chúng ta thường thấy ở trên các siêu phẩm, nhưng ngược lại là gì? Nó dùng cái mặt kính cong cộng với cái phần bên viền này được thiết kế là bằng màu đen, nên chúng ta nhìn thấy cái màn hình cảm tưởng như nó tràn ra toàn bộ hai bên, khiến cho cái mặt trước này mình đánh giá là một trong những mặt trước rất đẹp. Nếu so sánh với về cấu hình thì chiếc S1 này có một cấu hình không cao so với những sản phẩm sách tay, nhưng nó có một cái hiệu năng tương đương với những sản phẩm chính hãng như là chiếc Oppo F1s hay là Z7 Prime, khi nó sử dụng một cái con chip đó là Snapdragon 430 với 8 nhân xung nhịp 1.4. Đặc biệt của cái sản phẩm này thì nó trội hơn những cái đối thủ kia ở điểm nào? Đó là con cái RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Thì đây là những cái điểm mà nó hơn đứt những cái sản phẩm còn lại. Còn lại thì cái con chip 430 này nó cho chúng ta cái điểm hiệu năng khoảng tầm 43.000 điểm, thì cũng chỉ tương đương với chiếc Galaxy A7 mà Diệu Thông Minh đang bán, hoặc là chiếc Z7 Prime hay là chiếc F1s mà thôi. Mình đánh giá là với cấu hình này thì nó sẽ đáp ứng rất là tốt những cái thao tác thông thường, hay là những người mà hay phải dùng đa nhiệm. Còn đối với những bạn chơi game thì có vẻ nó sẽ hơi thiếu thốn một chút. Về phần mềm thì VKF Mobile là một trong những cái hãng mà người ta đã lâu đời rồi, nên cái phần mềm này thì được thiết kế rất là nhiều tiện ích, và bản thân mình cũng cảm thấy khá là thú vị khi mình đã có một cái ngày trải nghiệm với cái giao diện này. Thì chúng ta thấy cái giao diện nó được làm trên cái nền tảng Android 6.0 với một cái cách thiết kế icon khá là mềm mại và nhiều màu sắc. Chúng ta vuốt sang bên tay trái thì chúng ta có những cái tiện ích mà chúng ta hay dùng, đồng hồ rồi danh bạ hay dùng, rồi là ảnh. Thì ví dụ như mình kích vào đây là những cái mà mình đang hay dùng đây. Để chúng ta thấy rằng nó sẽ hiện ra những cái danh bạ chúng ta hay dùng, và chúng ta có thể nhắn tin trực tiếp vào đây. Thì đây là những cái rất là tiện dụng. Cũng như các bạn có thể nhìn thấy rằng mình có thể ấn hai lần phím home để chuyển sang chế độ mà, nghĩa là giống như kiểu trên iPhone đấy, chúng ta dùng một tay để chúng ta đỡ mỏi. Và thế không ạ? Mình ấn hai lần phím home. Đó.
Với cái lăn chờ này thì nó cũng hỗ trợ khá là nhiều những cái hiệu ứng. Ví dụ chúng ta có thể chuyển đổi cái hiệu ứng chuyển trang với nhau. Đây là những cái mà thường chúng ta phải cài thêm. Nhưng mà đối với VKMobile thì họ đã trang bị sẵn. Như vậy là rất là diêm dúa và theo cái tính chất, cái tính cách lãng mạn của người Hàn Quốc. Một cái điểm nữa mình muốn nhấn mạnh là gì? Cái sản phẩm này nó còn hỗ trợ chúng ta một cái phím home ảo, giúp cho chúng ta có thể không cần phải ấn những cái hàng phím dưới này. Đây cũng là một cái tính năng mà dùng quen sẽ thấy rất là tiện. Thì về phần mềm, VKMobile còn có một cái điểm rất là, đây là một cái điểm duy nhất của hãng này, đó là hãng này đã tạo ra một cái phần mềm tên là Wubi. Mình không biết phát âm thế đã chuẩn chưa. Nhưng cái phần mềm Wubi này thì sẽ rất thích hợp với những bạn nào mà là fan của K-pop, vì chúng ta có thể xem được những cái clip hay là những cái livestream về những cái chương trình mà nó trực tiếp của những sao Hàn Quốc. Thì chắc chắn là sản phẩm này sẽ rất nhiều bạn Việt Nam, những cái bạn trẻ Việt Nam thích những sao Hàn Quốc. Mình có thể thử cùng các bạn xem một cái livestream em như nào. Chắc chắn là anh Chim Đăng Sun và chị Sốc Song Trích là đang livestream như đây. Thì đây là những cái video độc quyền mà chúng ta sẽ không thấy nó đăng ở trên YouTube, bởi vì đây là những nội dung mà bình thường thì chúng ta phải trả phí. Đó, các bạn thấy rằng là đây là một cái server động và đây là một cái chương trình mà đang được phát livestream. Vâng. Thì đây là một cái điểm mà cái sản phẩm VKMobile này nó sẽ hướng đến những cái người dùng, đó là giới trẻ Việt Nam. Tổng quan lại thì chiếc VKMobile S1 này là một trong sản phẩm có thiết kế rất là đẹp và cao cấp trong phân khúc 6 triệu. Nó có cái RAM 4GB, đây là một cái điểm nhấn ở sản phẩm này, cũng như bộ nhớ trong 64GB, giúp bạn có thể lưu trữ được nhiều hình ảnh video hơn. Cái sản phẩm này thì hiện nay Di động Thông minh là một đối tác chiến lược của VKMobile, và có một cái chương trình đó là 100 người đặt hàng đầu tiên sẽ được tặng một cái phần quà trị giá 1 triệu. Và các bạn khi không nhận cái phần quà này, các bạn có thể được hoàn tiền mặt 100%. Như vậy thì 100 người đầu tiên sẽ sở hữu cái sản phẩm này với mức giá chưa tới 5 triệu. Thì chưa tới 5 triệu chúng ta sử dụng cái sản phẩm đẹp như thế này, với RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và một cái thiết kế rất là cao cấp, thì các bạn vui lòng đặt hàng ở link bên dưới. Xin cảm ơn.